mua cây hơn đấy, mình đi lấy rêu. Trời đang mưa mà. Bây giờ sao? Thôi được rồi, vì khách tôi sẽ đi lấy rêu. Đơn giản mà. Ok, bây giờ tôi sẽ đi lấy rêu. Trời mưa thì kệ trời mưa. Let's go. Rồi, đến rồi. Đây, chỗ này rất nhiều rêu nhá. Trời vẫn đang mưa. Tôi sẽ đi sâu xuống một chút nữa nhá. Đây đây đây, đây. Đây. Thế này. Thế rồi, thế rồi. Đi. Một chú rêu rất đẹp. Đây này, xanh chưa, mới hôm mưa. Úi giời. Đấy, nhiều này, thành cục luôn. Ê, chỗ này có này. Mới mưa khác xanh. Xanh thật. Đẹp đấy. Chắc là tôi phải đi xuống đây thôi. Dưới đây rất là nhiều. Đấy, từ kia này. Mưa đây, phải chịu khó đây anh ạ. Chắc là tôi sẽ phải lần xuống đây. Hơi nguy hiểm một tí nhưng mà tôi chịu khó vậy. Đây nhiều này. Không uổng công mình leo từ trên kia xuống. Đấy. Anh em mà đi lấy rêu thì cẩn thận nhá. Đừng để bị ngã, đừng để bị thương. Còn bây giờ tôi sẽ vào việc đây. Đây. Đấy, đẹp đấy. Gói cục này dày không này? Úi trời. Úi trời ơi. Đã chưa? Đã thật. Úi giời ơi. Đấy, chỗ này còn có cả hoa 11 giờ này. Bây giờ là 11 giờ. Tôi thấy nó nở, tôi mạo muội đọc thế. Trời ơi, nó đẹp. Lại còn dày nữa này. Úi giời. Đấy, luôn cả một khóm này về trồng. Trời. Quá hay. Ủa, trên này nhiều chưa? Ôi, nhiều thế. Mà rêu rất xanh, rất đẹp nha. Mà to. Wow. Đấy, đẹp thế chứ lại. Đấy, những thứ đơn giản như này thôi nhưng mà nhìn rất cảm xúc. Không biết anh em thấy thế nào chứ tôi nhìn vào cái đám rêu này cảm xúc nó dâng rất là cao. Đang ngồi nhìn dòng sông lững lờ trôi. Mỗi tội sông này nó hơi thối. Đi lấy rêu giữa trời mưa này mình thấy mình là một người đàn ông tử tế. Biết sao? Đấy, ông nào yêu đương hay thề thốt gì thì cứ cẩn thận. Dạo này trời hay mưa lắm. Rồi. Được hẳn hai cái to nhá. Cây gì đây? Cây rô ra xoan à? Xem nào. Ý. Ý. Về cũng nghịch nghịch được cái hay đấy. Rồi rồi, về trồng xem. Có một cây, cây nhãn. Cây nhãn à? Nhột không nhỉ? Chỉ có một mình tôi thôi. Vẫn nhổ được cái nhãn. Đấy. Trời mưa gió.
nhổ được cây nhãn này cũng lộc đấy. Cái rêu này nếu mà anh em mà cắt tỉa gọn gàng đi mà để một chỗ sạch sẽ thì nó sẽ được rất là lâu. Như cái này đất nó dày quá tôi cắt bớt đi. Đấy. Đây bây giờ tôi cắt thử để tôi cho vào một cái cây. Anh em đoán là tôi sẽ cho vào cái cây gì? Phần cát ở dưới đáy này nó hơi dày, khi mà tôi đắp vào cái cây nhỏ thì trông nó không được đẹp. Cho nên tôi sẽ cắt mỏng đi một tí. Tôi sẽ đắp thí điểm cái cây sam hương mini này. Cần giữ ẩm cho bọn này hàng ngày, nó sẽ rất là xanh, rất là đẹp. Đắp vào cây bonsai cũng đẹp, mà để nguyên đắp vào chậu vẫn đẹp. Một ngày hai lần tưới, thỉnh thoảng cho ăn ít nước vo gạo. Úi trời ơi, các bạn cứ làm theo tôi, trồng rêu để ngắm vừa rẻ lại còn vừa đẹp, phải không nào?